Ủa chị mới đến hả chị? Dạ, dạ nhưng mà đẹp thì dễ thương thôi. Trời giờ này mà còn quay vậy đó hả? Ờ, dạ, quay tới sáng luôn á. Ái mộ á chị. Em đợi chị em đi ra em quay xong mới về. Ủa, nhớ anh hai, ái mộ chứ phải đi bên em đúng không? Ờ, chị My. Chị My nói chuyện đi. Chào tất cả mọi người trên cộng đồng mạng nha. Dạ, cảm ơn chị. Đừng đứng nói mà đâu có nói gì đâu. Có ai hỏi gì? Hỏi gì chị My không? Hỏi đi. Anh Quốc hỏi đi. Chị My là dễ thương á. Chị em tiếng vô phỏng vấn chị kìa, chị có cảm nghĩ gì khi mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời đột ngột như vậy không? Nói chung thì ai rồi cũng phải tới cái ngày này hết, không? Vấn đề là quan trọng là tại vì bác Năm cũng đã bệnh, cũng thời gian bệnh rất là nhiều, chứ không phải là vấn đề là đột ngột, nó cũng đã có quá trình, trong thời gian đó là quá trình bác Năm đã bệnh rồi bây giờ bác Năm mất, thì nói chung là mình cũng thương tiếc bác Năm, thì nói chung là khán giả rất là nhiều, bác Năm khán giả gần xa rất là nhiều từ ở hải ngoại cho đến, nói chung là ai cũng thương tiếc hết, nhưng mà thôi mình phải chịu thôi, phải chấp nhận. Chị My có thể chia sẻ vài cái kỷ niệm đẹp giữa chị với nghệ sĩ Vũ Linh được không? Cái này là khán giả yêu cầu nha. Nói chung á, không mình khán người ta đang hỏi, mình có mất lịch sự như vậy, khán giả người ta đang hỏi mình, đúng không? Mình là nghệ sĩ mà mình không có nên đối xử như vậy, không có được. Tại vì không phải là riêng ở đây hỏi mình đâu, mà là biết bao nhiêu người trên cộng đồng mạng người ta đang, người ta thương mến mình thì mình phải đối xử với lại những người thương mến mình như thế nào, chứ không phải là mình người ta ấy mình rồi mình lại kiểu như là ta đây là nghệ sĩ như kia là không được. Vấn đề mà nếu mà nói ra là chia sẻ về bác Năm Vũ Linh nó dài lắm luôn á, nhưng mà thật sự là nó phải có cái chuyện cũ rồi chuyện cũ nhắc ra cho các vị có sự liên quan á, cho nên là rất là ngại, cái đó là quá khứ rồi thôi. Chia sẻ là những cái kỷ niệm gần nhất cái gì? Gần nhất thì không có, là tất nhiên á là hồi xưa đó là cái thời mà chị đoàn Cải Lương á, lúc chị còn nhỏ xíu. Dạ. Thì lúc đó là chị chưa hát luôn nữa, là ba chị gửi chị cho ba Long Ẩn là đoàn An Giang Cánh Hồng. Thì lúc đó là chị đi là nói chung là chị ca salon giống như là nít mà. Đó là lúc đó là đi hát là bên Thành Đồng Nguyên Thảo. Thời điểm đó tên chị Nguyên Thảo. Dạ, có một khán giả nói là chị là một nghệ sĩ đáng kính. Dạ, đúng thì rồi. đang bình luận ở đây. Dạ, thì á, cái thời điểm đó là bác Năm đi rồi. Chị My ơi, chị học hỏi được cái điều gì ở cố nghệ sĩ Vũ Linh? Nói chung là tại vì My với bác Năm á cũng ít có gần. Dạ. Thật ra là khi mà My nói về cái tên Hà My với lại tên của bác Năm Vũ Linh, mà trong để mà cái thời điểm bây giờ là cái thời điểm 4.0 rồi, tại vì cái thời của My nó khác. Dạ. Với những nghệ sĩ khác luôn chứ không phải là riêng một mình bác Năm. Dạ. Cái quá trình mà của My với bác Năm á mà hát chung với nhau á. Dạ. Là lúc đó là My không phải là Hà My. Dạ. Đó, cho nên là nó đã xa xưa lắm rồi, là My còn nhỏ lên đó, là hát trên đoàn An Giang Cánh Hồng là thời năm 83, là lúc đó My mới có 8 tuổi thôi đó. Rồi sau này đó là khi mà My nổi bên ca nhạc là năm 89, đó là bắt đầu là bác Năm mới là ở Sài Gòn bác Năm cũng nổi, cho nên là vấn đề giữa cái tên Hà My và Vũ Linh thì nó không, khán giả không có gắn kết liền với nhau, đúng không? Nhưng mà nó có sự liên quan, đó là cái sự mà hồi xưa là My với Linh Tý đó đó, cho nên là cái từ mà bác Năm á là kêu theo cái gia dế của bên Linh Tý. Thì có một chị ở nước ngoài có hỏi chị. Chị có cái đôi lời gì mà tới đây rồi, chị có đôi lời gì nói với lại cố nghệ sĩ Vũ Linh không? Thì nói thì cũng đã nói rồi, tại nãy cũng có viết giấy là dạ. Nói thì để cho bác Năm nghe rồi. Dạ. Thì nói chung thì tất cả ai cũng thương mến bác Năm và cũng tiếc bác Năm. Dạ. Và nói chung là cũng mọi người cũng còn chúc bác Năm ra đi thanh thản. Dạ.
cũng rất là tiếc. Và nói chung là bác Năm cũng là một người nghệ sĩ gọi là cũng hiếm có, đi sau một ngôi sao như một nam nghệ sĩ cải lương mà nói về bên Hồ Quảng, thì thực sự là bác Năm cũng rất là có tài. Nó là như vậy. Và cái người kế tiếp đó, nếu mà theo Mi nghĩ nha, một cái người mà để sau này kế tiếp của bác Năm chắc đó có thể là Hữu Lương. Là anh Vũ Lưng á chị. Tài năng trẻ thì rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà ý mới nói là để mà cái vị trí á. Dạ. Có thể là anh Vũ Lưng. Dạ. Theo cái quan điểm của mình. Dạ. Thôi thì giờ thôi đi về, tại khuya rồi. Dạ. Mình cũng chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và tất cả mọi người đang xem live nha. Dạ. Chúc tất cả các quý vị khán giả gần xa. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, cảm ơn mọi nha. Chị Mỹ đã đâu lại vậy. Chúc mọi người nha. Bye bye rồi. Rồi chúc chị My thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị My rất là nhiều. Cảm ơn chị My nha chị My. Vô rồi hả? Rồi. Khen chị My đáng yêu. Cảm ơn nhiều. Cho mình vào. Để cho mình vào.